Thưa quý vị, nghề đăng đông sổ là một nghề truyền thống đã có từ lâu đời ở làng Yến Đê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển của các sản phẩm nhựa, món nghề truyền thống này dần bị quên lãng. Song, bằng tình yêu nghề, người dân thôn Yến Đê vẫn giữ được nghề thủ công đã ra đời hơn thế kỷ, cố gắng lưu giữ chút hồn quê còn lại giữa phố phường nhộn nhịp. Làm quen với nghề đan lát khi mới lên 10, nay ở tuổi 64, bà Nguyễn Thị Hiên vẫn còn đam mê gắn bó với nghề. Đôi tay bà thoăn thoắt đưa những lát nan vào khung, vừa uốn vừa đan, chẳng mấy chốc chiếc mạt đã thành hình. Đây từng là công việc chính, song vì những sản phẩm mây tre dần trở nên mai một, để kiếm thêm thu nhập, bà vừa làm nông vừa đan lát để giữ lại niềm vui, giữ lại nghề truyền thống bà đã theo đuổi mấy chục năm qua. Nãy bây giờ là cô đã giữ nghề được 20 năm rồi. Của cho ông để lại là cô cộng lùm mà là được 20 năm rồi đây. Ở lùm mình chờ cộng chỉ giờ hơi bơ hộ để họ lùm họ đoan phục vụ cho bà con thôi. Chứ cộng bốn xoa thì hết họ không lùm nữa. Phụ cho vụ nữa là họ dây lúa đồ quanh ra họ tới họ đẹp là mình lùm. Cô là lớp cuối cùng đây. Chứ công cái là không theo nghề này nữa. Cô cho không mua chờ ông dòa để lợi trừ là lùm mà trừ hết rồi. Với nhiều hộ gia đình tại thôn Yên Nê, nghề đan lát đã từng đem lại cho họ cuộc sống đủ đầy, là sự tiếp nối của bao thế hệ. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp toàn xã bị thu hẹp, các rừng tre cũng dần biến mất, nghề đan lát Yên Nê dần trở nên mai một. Đến nay, tại thôn Yến Nê cũng chỉ còn khoảng 2-3 hộ tham gia sản xuất nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Những nghệ nhân già còn sống tại làng Yến Nê chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng cũng đang vài ba chiếc rổ, sàn, gọi là để đỡ nhớ nghề. À, cái nghề này á, Yến báo với mình để giữ truyền thống lại cho mình, mà chờ dò rồi không giữ được. Công chá nữ môn có biết hạt thêm hạt mà không hạt thôi vậy thôi. Mình thì cũng muốn là người ta giữ cái này để cái hình ảnh của địa phương nó truyền thống bao đời nay nó còn lại trong Hòa Tiến. Tuy nhiên là cũng đang rất khó khăn. Thì vì hội thì cũng muốn chia sẻ một phần rồi đó. Có khó khăn trong cái lần nghề này. Nhưng mà đúng là cũng lực bất tòng tâm. Như tôi đã ban đầu rồi, nguyên liệu không có rồi thu nhập nó không ổn định. Cho nên là cũng hết sức trăn trở. Nhìn những bóng dáng cầm cuội đan lát dưới mái hiên quê, trong mắt họ là nỗi nhớ nghề, nhớ thời hưng thịnh và cũng thật ngậm ngùi khi biết rằng sau khi thế hệ của họ ra đi, nghề đan lát Yến Nê sẽ trở thành hoài niệm.